Xin kính chào đại gia đình mình nhé. Hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2024. Nhà vườn mình tiến hành phun giữ quả lần 1 cho cam đường canh. Năm nay nhà vườn mình ủ quá muộn mọi người. Và mình cũng tưởng là xịt nhưng mà cuối cùng nó cũng vẫn ra hoa. Rồi nhưng mà hoa nó sẽ không được đều, tại vì là có những cái lộc ra trước Tết thì nó đã không có hoa rồi. Sau đó mình phun ủ thì bây giờ lộc nó đang ra hoa. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình phun giữ quả lần 1 để bắt những cái lượt mà quả hoa nó ra trước. Có đây, mọi người này, đấy, nó tắt đài cánh rồi. Thì mình phun sau đó tầm khoảng 5 đến 7 ngày đấy, hoặc là 10 ngày sau thì mình sẽ tiến hành mình khoanh xong mình phun lần 2 mọi người nhé. Đấy, đây, cam đường canh của nhà mình nó đã tắt đài cánh nha. Những cây này là nó tắt gần như là 100% rồi. Đấy mọi người, lá lộc đã chuyển màu lụa. Khoanh được rồi mọi người nhá. Đấy, nhưng mà mình do mình chờ những cái lượt đây này, lượt sau phun khi Tết thì bây giờ nó đang lở và nó đang có chỗ nó còn đang mọc ra nên là rất là khó. Còn cam tròn thì đậu gần như là 100%. Đấy. Thì hôm nay nhà vườn mình phun những cái gì thì mình làm video mình chia sẻ với mọi người. Mọi người cùng theo dõi xem nhà vườn mình phun những cái gì giữ quả mọi người nhá. Đấy. Đây nha mọi người, thực tế của nhà vườn mình đã chuẩn bị, bây giờ là 10 giờ đêm mọi người nhá. Đấy, mình chuẩn bị để sáng mai mình lại phun dậy từ 4 rưỡi 5 giờ kém là mình dậy hạ thuốc rồi. Mai mình phun là một bẻ 2 khối nhưng mà mình hòa một khối 6 thôi. Thì mình chia ra làm 2 bẻ. Đấy. Và 2 vòi phun mọi người. Đấy, mình chia làm 2 bẻ thì như đoạn đầu video mình chia sẻ với mọi người. Đấy. Đây, hôm nay thực tế của nhà vườn mình đây. Đấy, thứ nhất phải kể đến đó là phải thằng chống phân tầng quả và thằng kích thích sinh trưởng G3. Đây, mọi người nha. Hai thằng này không thể thiếu được giữ quả. Đấy. Mọi người thông cảm, mình quay bằng điện thoại nên là một tay mình vừa quay và một tay mình ấy. Đây. Xin chia sẻ mọi người đầu tiên. Đó là thằng phải kể đến đó là thằng chống phân tầng quả đấy, đấy. Và loại kích thích sinh trưởng G3 tinh chất đấy, hòa bằng cồn mọi người nhé. Và mình sẽ hòa cái thằng trung vi lượng compi đấy, trung vi lượng đồng sắt kẽm mangan. Và gói này mình hòa là 350 lít một gói đấy, một khối 6 mình hòa 1 2 3 4 5, 350 lít một gói mọi người nhé. Loại nữa đó là mình phun thằng amino acid mọi người nhé. Amino acid là gì? Amino acid là cái chất giúp để cây tổng hợp chất tốt hơn. Thế nên là giai đoạn mà mọi người hoa nó đang rụng cánh hoa như này, mọi người phun acid amin là cực kỳ tốt mọi người nhé. Đây là amino acid. Thành phần của nó là gồm 18 loại axit amin chủ lực và trong đó nó có đạm lân kali bằng nhau, đạm 2,5%, lân hữu hiệu 0,5%, kali hữu hiệu 0,5%. Cái HF sơn biển này, amino acid này cực kỳ là tốt luôn. Thì mình hòa là 400 lít một chai mọi người nha, mình hòa 400 lít một chai, một khối 6 là 4 chai này. Một chai rồi, hai chai, ba chai, bốn chai, đấy, bốn chai này, bốn chai sâm biển, bốn chai amino acid. Và tiếp theo là mình hòa đến thằng amino canxi, đấy, cũng là họ nhà amino và loại này nó là canxi, đấy, amino canxi thì mình hòa loãng hơn là mình hòa thành 600 lít nước một chai này. Hòa loãng hơn. Một khối 6 mình cho 2 chai thôi, 800 lít một chai mọi người nhá. À đây, đây một chai, 3 chai chứ. Đấy, 3 chai. 3 chai là mình hòa thành 3515, 550 lít một chai. Đấy. Và tiếp theo là mình hòa đến thằng bo canxi mọi người nhá. Đây, bo canxi. Bo canxi mình hòa 400 lít một chai. Đấy.
khối 6 là 4 chai. 4 chai bò canxi. Hết mọi người nha. Đấy. Lý do mình cộng thêm thằng tại sao mình lại phối hai cái thằng amino canxi và thằng amino acid này, tại vì là mình không lắng quá, với cả là như mình trình bày đoạn đầu video nên là mình không phối cái thằng 2 9 10 10 vào mọi người nhá, thì mình sẽ phải tăng cường cho thêm cái thằng amino acid này, nó là gần như nó là một dạng đạm hữu cơ mọi người nhá. Đấy, kiểu vậy. Phun vào nó cực kỳ nó tốt và nó mát, trời càng nắng bao nhiêu thì mình càng phun những cái loại này vào thì nó càng làm cho cây tổng hợp chất dễ mát cây đẹp hơn. Đấy, thế nên là mình sẽ phối như thế này để mình phun giữ quả. Đấy mọi người nha, nên là nhà mình làm nó tùy theo thể trạng của cây, tùy theo độ ẩm, tùy theo thời tiết để mình dựa theo để mình làm. Còn kỹ thuật chung thì mình chia sẻ để mọi người tham khảo thôi. Đấy. Còn thực tế thì mọi người phải am hiểu chính thời tiết, chính cái khu vực của mọi người, chính cây của mọi người để mọi người làm. Nó mới là cực kỳ thành công. Còn thuốc thì nó giống nhau thôi. Đấy. Nhưng tại sao có những cây lại được và có những cây không được? Đó, do đó mình phải hiểu cái nhất thiết để mình dựa theo cái thời tiết để mình làm. Đấy là những cái gì mình làm được thì mình chia sẻ thôi. Đấy. Mình chia sẻ video đến đây. Thì mình cũng đi ngủ sớm để mai mình lại tiếp tục hòa mình phun giữ quả một cho cam đường canh. Thì rất là cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành ủng hộ kênh cho em. Đến đây em xin tạm dừng video ở đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người nhé.